Hoàng Thị Quỳnh Nga, sinh viên năm 3 ngành hệ thống thông tin quản lý tại Đại học Thương mại, vừa ghi danh vào danh sách 20 người nhận giải thưởng nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam. Giải thưởng này được Trung ương Đoàn và Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nhằm vinh danh các nữ sinh có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học. Quỳnh Nga nổi bật với công trình ứng dụng blockchain vào quản lý chuỗi cung ứng, công bố tại Hội thảo khoa học quốc tế Senior ICIIB và đoạt giải khuyến khích tại Hội thi Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng 2023. Trước khi bước vào đại học, Nga từng là học sinh của trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, Thái Bình và thường xuyên cảm thấy tự ti trong môi trường có nhiều bạn học giỏi. Tuy nhiên, cô đã tìm thấy động lực và niềm vui trong học tập kể từ khi trở thành bí thư lớp, mở cửa cho những cơ hội tiếp xúc và hoạt động tập thể. Phương pháp học của cô bao gồm việc ghi chú ý chính và làm đề cương tổng hợp để không bị áp lực trước kỳ thi. Sự say mê với môn học và khả năng phân tích dữ liệu đã giúp Nga đạt thành tích cao, thuộc top 4 sinh viên xuất sắc của lớp sau năm đầu đại học. Vào cuối tháng 8 năm 2022, Hoàng Thị Quỳnh Nga, sinh viên năm 2, đã chính thức bắt tay vào dự án nghiên cứu khoa học với chủ đề cải thiện hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng thông qua công nghệ blockchain áp dụng cho sàn thương mại điện tử Shopee. Đề tài được chọn lọc kỹ lưỡng dựa trên 3 yếu tố chính: logistics, blockchain và thương mại điện tử, những lĩnh vực kinh tế đang chứng kiến sự bùng nổ và quan tâm sâu rộng. Đóng vai trò là trưởng nhóm, Nga dẫn dắt nhóm nghiên cứu trong việc tổ chức, lập kế hoạch và phân chia công việc, đồng thời đảm nhận phần tổ chức dữ liệu và xây dựng khung bài báo. Dự án này không chỉ là cơ hội để Nga ứng dụng kiến thức từ giảng đường vào thực tiễn mà còn mở rộng hiểu biết của cô về những lĩnh vực mới. Nhóm của Nga đã tích cực thu thập tài liệu, đọc nghiên cứu liên quan và tham khảo ý kiến từ các giảng viên. Mặc dù phần khó nhất của dự án là tiếp cận và khảo sát doanh nghiệp, với phản hồi chỉ đạt 20% mong đợi, nhưng bằng việc mở rộng mối quan hệ và kết nối, họ đã có thể nâng cao tỷ lệ phản hồi từ các doanh nghiệp. Nga và nhóm đã tham gia một cuộc thi do Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức vào tháng 6 năm 2023.